Em chào anh Đức Chọc. Anh ơi cho em hỏi tại sao các bên quảng cáo với giá rất rẻ khi đến cửa hàng lại không mua được giá như vậy, lại bị chênh thêm 2 đến 3 triệu. Như vậy là như thế nào hả anh? Em hoang mang quá, mong anh dẹp. Ok. Ok em, cảm ơn câu hỏi của em nhé. Hiện tại bây giờ anh được biết trên thị trường có rất nhiều đơn vị quảng cáo với giá rất rẻ rẻ rẻ, bên nào cũng giá rẻ vô địch, bên nào cũng big sale rẻ 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 rẻ, mức giá khác nhau. Có rất nhiều bên nó đưa ra nhiều chiến lược khác nhau, ví nó câu khách, nó sẽ đưa ra một giá rất rẻ để câu khách đến cửa hàng. Tôi dám cam đoan với tất cả anh em là anh em nhìn cái giá bọn nó bán iPhone với lại bán điện thoại cũ trên mạng đấy, nhìn cái giá như vậy nhưng đến nó lại không phải như vậy. Ít có anh em có thể mua được cái giá bọn nó báo ở trên mạng và đến là mua được cái giá như vậy đâu. Có rất nhiều nó nhiều bên nó quảng cáo với giá rất là rẻ để câu khách đến cửa hàng. Khi anh em đến cửa hàng rồi nó lại tư vấn theo kiểu khác. Ví dụ nó bảo con máy này là giá này nhưng mà nó là máy máy nóc này hoặc máy xấu, máy móp, máy cấn hoặc là máy ép kính hoặc là máy sửa hoặc là máy mất phây hoặc là máy thay màn, thay linh kiện thì giá này. Còn máy zin máy đẹp thì giá khác, giá này đấy, phụ kiện mua bầu phụ kiện này, bắt mua phụ kiện cộng thêm này, bảo hành nó viết cộng thêm thì nó sẽ đội lên giá 2-3 triệu. Cho nên là anh em phải lưu ý, người mua có thể nhầm và người bán không thể nào nhầm được nhá. Ví dụ bây giờ tôi nói là ví dụ bây giờ giá thị trường con 11 Pro Max máy zin là 11 triệu chẳng hạn, ví dụ thằng A bên C bán 11 triệu, tự nhiên lại có một thằng D nó bán 8 triệu. Cho nên anh em phải để ý là tại sao nó bán 8 triệu, lý do gì tại sao. Và cái giá 8 triệu tôi dám cam đoan với anh em là cái giá 8 triệu đấy là cái giá ảo, nó đưa ra cái giá để câu khách giá rẻ để câu khách đến cửa hàng. Khi anh em cứ tưởng rẻ bắt đầu nhau đến thì cuối cùng là nó bảo cái con máy này nó bị sửa rồi, bị xấu, bị móp, hoặc máy nóc giá này, còn máy zin đẹp này giá này cộng thêm 2 3 triệu là chuyện bình thường. Cho nên là anh em đi mua máy ấy, hoặc em đi mua máy, tất cả anh em mua máy phải để ý nhá, phải check xem cửa hàng có uy tín hay không, anh em mua hàng đánh giá như thế nào, và quan trọng là phải check con máy này với các cửa hàng khác nó đang bán bao nhiêu. Tự nhiên cửa hàng nó đang các cửa hàng đang bán 11 triệu, đùng phát nó bán 8 triệu 9 triệu, anh em phải xem lại nhé. Cho nên là nhà tôi khuyên anh em là với ngành điện thoại cũ ấy thì nói thẳng ra là không có gì là ngon bổ rẻ, ngon và bổ sẽ không rẻ mà rẻ và bổ lại không ngon. Cho nên những con hàng tự nhiên nó bán cái giá rẻ bất chợt là chỉ có vấn đề hoặc sửa chữa máy dựng mặt nô thì nó bán rẻ thôi, còn máy chất máy chuẩn của nó và bảo hành đầy đủ thì không có giá rẻ nhé. Các cửa hàng bán, anh em để ý nha, nhiều bên bán cửa hàng máy chất thì giá nó cứ sàn nhau thôi, nếu mà có chênh ở chênh 2-3-500 nghìn thôi, nhưng nó không thể chênh nhiều đến 2 triệu 3 triệu hay 4 triệu được. Cho nên là anh em phải lưu ý. Và hiện tại anh em nào coi được cái video của tôi thì có bao nhiêu anh em dính vào cái tình trạng như câu hỏi vừa rồi, như cậu em nó hỏi là xem quảng cáo một giá nhưng đến nó lại giá khác, nó sẽ tăng 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 lên giá này phụ kiện cộng thêm bảo hành cộng thêm nó sẽ đội giá lên, thì có bao nhiêu anh em đã gặp như vậy rồi thì anh comment ở phía dưới nhé. Ok, chào anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ và tốt lành. Ok, chào anh em.